Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, gần đây thì quý vị và các bạn cũng nghe thấy rất nhiều cái thông tin liên quan tới việc là cái vụ bắt bớ giám đốc tài chính của Huawei tại Canada. Thưa anh chị em và các bạn, thì cái chương trình bên lề sự kiện của chúng tôi sẽ phát hành trong thời gian sắp tới, thì sẽ dành ra ít phút thời gian để bình luận, chia sẻ và đưa ra cái góc nhìn gọi là của nhóm tự doanh chứng khoán cũng như góc nhìn cá nhân của admin Lê Văn Thắng, nhằm giúp quý anh chị em và các bạn có thể gia tăng thêm cái tham khảo các nguồn thông tin về tình hình kinh tế chính trị trên toàn thế giới. Thì thưa anh chị em và các bạn, thì với cái câu chuyện, với cái sự việc mà gần đây người Trung Quốc đang dấy lên trong cái việc là trả đũa Huawei khi mà bị là bắt bớ giám đốc tài chính, cũng như là rất nhiều nước trên thế giới cấm mua các trang thiết bị của Huawei, thì người Trung Quốc là kêu gọi tẩy chay iPhone. Thì đây là cuộc chiến khơi mào từ góc độ chiến tranh thương mại để chuyển sang các cái cuộc so găng giữa các cái doanh nghiệp trong cái ngành thiết bị viễn thông cũng như là điện tử, đặc biệt là các cái thiết bị của iPhone, iPad và máy điện thoại. Thì chúng ta được biết là gần đây thì khoảng tầm nửa đầu tháng 12, tầm 12 đến 15 tháng 12, thì nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay iPhone sau khi Mỹ ra lệnh dẫn độ giám đốc tài chính bà Mạnh Vãn Chu của Huawei là từ Canada về Mỹ. Thì không chỉ là cái vấn đề là biểu tình hay là gọi là tẩy chay liên quan tới cái vấn đề giám đốc tài chính CEO của Huawei bị bắt, mà cái câu chuyện ở đây nó phải bắt nguồn từ việc rất nhiều các cái nước trên thế giới thì có cái dấu hiệu là tẩy chay và không cho phép các cái doanh nghiệp trong nước thì làm ăn và mua các cái thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE. Thì cái làn sóng tẩy chay thiết bị viễn thông nó bắt nguồn từ việc là các nước lo ngại cái câu chuyện là có thể thì trong các cái thiết bị viễn thông này có các cái thiết bị nghe lén và có những cái thiết bị mà gây đến cái đảm bảo mất an ninh, an toàn thông tin cũng như là sở hữu trí tuệ của các nước phát triển. Thì đi đầu thì Mỹ, Úc, Ấn Độ là những cái nước đầu tiên cảnh giác về an ninh đối với Huawei và ZTE của Trung Quốc và đang lan rộng lên trên toàn thế giới. Thì chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định từ chối sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE ở cấp độ chính phủ. Cụ thể thì người Nhật cũng đã tuyên bố rằng là phải xem xét lại cũng như là cần phải cân nhắc trong cái việc sử dụng các thiết bị viễn thông của cái doanh nghiệp này. Thì nói về Huawei thì đôi khi anh chị em và các bạn nghe tới Alibaba, nghe tới những cái doanh nghiệp lớn khác của Trung Quốc, nhưng mà rất ít khi nghe tới một cái công ty mà gọi là nghe rất là lạ, khá là lạ. Nhưng thực sự là Huawei trong 10 năm trở lại đây thì phát triển mạnh nhất và đứng là vượt lên từ một doanh nghiệp khởi nghiệp ban đầu cách đây 12 năm. Thì bây giờ đã đứng ở cái top đầu trong cái doanh nghiệp phát triển các cái thiết bị gọi là thiết bị viễn thông, các thiết bị đầu cuối, và đặc biệt là đang đi đầu trong việc phát triển cái thiết bị 5G. Và chính những cái lo ngại của các cái chính phủ thì sẽ dẫn đến cái hồi chuông là cảnh báo là rất nhiều các cái thiết bị, các cái sản phẩm khác của người Trung Quốc sản xuất thì nó luôn đi kèm với giữa cái câu chuyện là sản phẩm tốt, chất lượng. Tuy vậy thì nó cũng rất là ngầm chứa trong các cái sản phẩm này những cái thiết bị nghe lén cũng như là những cái thiết bị mà có thể gây ảnh hưởng tới việc là dò dỉ thông tin, của nên là các nước cũng không phải vô căn cứ mà họ tiếp tục là mở rộng cái làn sóng tẩy chay từ người Mỹ, người Úc, người Ấn, người Nhật. Và gần đây nhất thì có thể trong thời gian sắp tới thì chính phủ Nhật Bản tiếp nối chính phủ Nhật Bản thì các chính phủ khác như là chính phủ Anh, người Nga và một số cái đơn vị khác sẽ tiếp tục làm cái câu chuyện này. Thì cái câu chuyện này nó đem lại cái điều gì? Tức là thực tế thì nó kiềm chế cái sự phát triển mạnh của Huawei và ZTE, một trong hai cái tập đoàn kinh tế được coi là khá là chủ chốt, cũng như là đóng góp một cái tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận rất là cao cho chính phủ Trung Quốc. Thì trước đây thì Cũng vì là cái câu chuyện là xuất phát từ gọi là cái việc không kiểm soát được hàng nhái hàng giả trên Alibaba thì cũng đã chậm đà tăng trưởng của một cái doanh nghiệp được cho là gọi là mới phát triển gần đây, đứng lên ở cái vị trí ngang tầm thế giới và niêm yết trên sàn Mỹ là Alibaba. Thì cũng vì cái vấn đề là hàng nhái hàng giả thì gần đây thì lại các vấn đề các thiết bị linh kiện của Huawei bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và bên cạnh đó nữa thì người Mỹ đang có những cái báo cáo cáo buộc rằng là cái công ty Huawei này, và đặc biệt là liên quan tới giám đốc tài chính CFO bà Mạnh Thị Quân, là có liên quan tới một số cái vấn đề và chưa được công bố chính thức, nhưng mà có thể là liên quan tới một số các cái lệnh cấm vận, một số lệnh trừng phạt của Mỹ lên một số nước. Và đây cũng chính là lý do mà Mỹ yêu cầu Canada là bắt giữ tạm thời giám đốc tài chính của Huawei. Thì từ cái câu chuyện này chúng ta thấy như thế nào? Bắt nguồn từ những cái câu chuyện đó là so găng kèn cựa giữa các cái tập đoàn sản xuất thiết bị điện tử và viễn thông. Từ đó thì nó dấy lên cái phong trào là khi một doanh nghiệp của quốc gia A bị ảnh hưởng thì quốc gia B cũng sẽ bị ảnh hưởng tiếp theo. Đó chính là cái câu chuyện của việc là iPhone, một cái sản phẩm công nghệ gần như là khá là phổ biến trên toàn cầu, thì bị người Trung Quốc là đưa lên một cái làn sóng, tức là tẩy chay. Nên là họ cho rằng là để đáp trả lại cái tình hình mà gọi là thế giới tẩy chay những cái sản phẩm của các cái công ty của họ, thì họ tẩy chay. Và tẩy chay được nóng lên với tới cái mức tức là nếu như mà nhân viên mà sử dụng sản phẩm iPhone thì có khi là sẽ bị trừ lương, thậm chí là bị đuổi việc. Đây là một trong những vấn đề khá là quan ngại và dẫn đến cái câu chuyện là trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu Apple cũng giảm điểm khá là nhiều và mất đi một cái tỷ lệ không hề nhỏ. Chúng tôi đã có những cái thống kê trước đó gửi tới quý anh chị em và các bạn rồi. Thực sự thì Apple cũng chỉ là một cái nạn nhân trong cái việc là gọi là tai bay vạ gió, tức là tự nhiên thì dính vào cái vòng gọi là luẩn quẩn của các cái cuộc chiến đấu đá thương mại giữa các nước với nhau, và là cũng là những cái vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia rồi những cái vấn đề khác mang tính chất quốc gia với nhau. Còn họ chỉ là một cái doanh nghiệp toàn cầu nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì tại sao nó lại bị ảnh hưởng rất là nhiều? Là bởi vì người dân Trung Quốc thì thực sự họ khác với rất nhiều các cái dân tộc khác trên thế giới. Theo một số nguồn tin mà một số anh chị em và các bạn thì đi du lịch Trung Quốc thì chúng ta mới biết được rằng là người Trung Quốc khác hoàn toàn so với các cái quốc gia khác. Thậm chí các cái nhà hàng lớn hàng đầu của Trung Quốc thì họ rất ít nói bằng tiếng Anh. Họ thường xuyên sử dụng tiếng gọi là tiếng Trung Quốc. Mặc dù khách hàng có thể biết tiếng Anh hoặc không biết tiếng Anh, họ có thể biết tiếng Anh hoặc không biết tiếng Anh, nhưng họ hạn chế rất ít trong cái việc nói tiếng Anh. Và họ mặc định rằng là các cái nhà hàng của Trung Quốc là để phục vụ người Trung Quốc. Những người khác muốn được phục vụ buộc phải biết tiếng Trung Quốc, hoặc là sẽ được phục vụ trong cái tình trạng là nghe rất nhiều tiếng Trung Quốc và có thể hiểu hoặc không hiểu. Và họ tự tôn với cái tinh thần dân tộc như vậy nên dẫn đến câu chuyện là không khó hiểu để khi mà họ tẩy chay một cái sản phẩm khác. Và bên cạnh đó nữa thì họ có quyền làm được như vậy. Thứ nhất là dân số của họ đang đứng ở cái vai trò tức là lớn hàng đầu thế giới, hơn cả hàng tỷ dân người Trung Quốc. Cái điểm thứ hai nữa là đôi khi với những cái góc nhìn khác thì họ hoàn toàn có thể bế quan, tức là không cần thiết và các nước khác trên thế giới xâm nhập vào thị trường, họ vẫn có thể phát triển được với cái góc độ dân lớn như vậy, và công nghệ của họ thì đến bây giờ thì cũng không hề thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Nên những cái công ty mà đa quốc gia mà xuất thân từ là gọi là bắt nguồn từ Mỹ thì cũng coi chừng đối với người Trung Quốc. Và điểm thứ ba mà chúng tôi muốn điểm đến với quý anh chị em và các bạn thì cái làn sóng tẩy chay này thì là có thể là sẽ ảo, và theo một số nguồn tin thì cho rằng là chỉ là những cái thông tin trên mạng. Thực sự thì mạng thì người Trung Quốc cũng xài rất là ít các cái mạng xã hội ngoài Trung Quốc. Họ có những mạng xã hội riêng của họ và họ có cả một cái kênh tìm kiếm ngoài luôn gọi là Google. Google cũng không xâm nhập mạnh được vào Trung Quốc. Họ có Taobao, họ có YB, có rất nhiều những cái mạng xã hội riêng của họ. Và cái việc giữa ảo và thật, đúng và sai đến đâu thì chúng ta sẽ biết được trong thời gian sắp tới, khi mà doanh thu và lợi nhuận của Apple sẽ có bị ảnh hưởng hay không trong thời gian sắp tới. Thì cái việc ảnh hưởng hay không ảnh hưởng thì chúng ta cũng không khó để nhìn ra được là cái góc nhìn từ giá cổ phiếu của Apple trong thời gian qua. Cái điểm nữa mà chúng tôi muốn điểm thêm cho anh chị em và các bạn là cái làn sóng này liệu có kéo rộng hơn và tác động đến nhiều các doanh nghiệp khác trong cái trào lưu gọi là đấu tranh vì cái chiến tranh thương mại mà hai nước đang và đã gọi là đấu đá nhau trong thời gian vừa qua hay không. Thì ngoài cái lĩnh vực viễn thông thì những lĩnh vực khác, ví dụ như sắt thép, ví dụ như là thực phẩm, ví dụ như nông nghiệp, và đặc biệt là các cái thiết bị liên quan tới hàng không, rồi các thiết bị liên quan tới các cái gọi là sản phẩm phần mềm, thì liệu người Trung Quốc và người Mỹ có bị mâu thuẫn nữa hay không? Sau khi mà những cái sản phẩm mà thực sự là được tiêu dùng cũng khá là nhiều ở Trung Quốc bị ảnh hưởng như vậy, thì các cái công ty của Mỹ cũng sẽ nhìn nhận lại cái vấn đề giữa cái việc là lợi ích và những cái bất cập khi mà bùng nổ các cái cuộc chiến soi găng về thuế, cũng như là bùng nổ các cuộc chiến mà gây khó khăn, gây phiền hà cho những cái doanh nghiệp của Trung Quốc phát triển toàn cầu. Thực sự là cái câu chuyện này là câu chuyện có, thì nó bắt nguồn từ cái câu chuyện là ít anh chị em và các bạn là hiểu được và cho rằng là người Mỹ thì luôn luôn rất là sòng phẳng và giới tư bản thì làm ăn rất là đàng hoàng. Thực tế thì nó không hề đàng hoàng như quý vị và các bạn từng biết. Bởi vì theo cái bình luận và theo cái chia sẻ thì chúng tôi được biết rằng là trong các cái tài liệu kinh tế từ trước tới nay chúng ta được học, cũng như là các cái tài liệu kinh tế kinh điển trên thế giới, thì cái chủ nghĩa bảo hộ và cái chủ nghĩa gọi là tự tôn tinh thần dân tộc theo cái kiểu là người Mỹ là hàng đầu, thì thực sự từ trước tới nay thì trong giáo trình đại học kinh tế thì ít khi được nói tới. Lý do tại sao là như vậy? Bởi vì cái việc mà thúc đẩy tự do hóa toàn cầu, thúc đẩy các cái hiệp định thương mại, thúc đẩy WTO, FTA là người Mỹ sáng chế ra. Chính người Mỹ chứ không ai khác. Họ là người gọi là nghiên cứu, các cái nhà giáo sư, những người đạt giải Nobel kinh tế đều đến từ Mỹ. Và họ cho rằng là thế giới là phải là phẳng, thế giới thì là phải tự do, không có biên giới, phải tự do mậu dịch, phải tự do thương mại, phải kích thích cái câu chuyện gọi tự do hóa. Nhưng chính người Mỹ đang là cái quốc gia bẻ ngang cái xu hướng này. Họ cho rằng họ thấy họ bị thiệt hại và họ cần phải đưa ra những cái rào cản về mậu dịch thương mại, về thuế quan, và họ đang tác động rất là nhiều lên những cái quốc gia lớn có làm ăn với họ. Ví dụ như Argentina, ví dụ như Canada, ví dụ như là Liên minh châu Âu, và người Trung Quốc thì không ngoại trừ. Thậm chí là những nước khác trên thế giới có làm ăn mậu dịch thương mại với Mỹ cũng đã gọi là chủ động đặt cái câu, tức là đặt lịch đàm phán và chia sẻ để mà đi tới một cái phương pháp giải quyết cái vấn đề gọi là bất cân đối về thương mại đối với Mỹ. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là kẻ mạnh thì luôn là chân lý thì luôn thuộc về kẻ mạnh. Họ là một nước, một quốc gia có đầy đủ cả vật tài về nguồn nhân lực, tiềm lực tài chính, quân sự và rất nhiều thứ. Họ luôn luôn can thiệp rất nhiều vào các vấn đề trên thế giới, cũng như là họ không ngại ngần thay đổi cái cuộc chơi, thay đổi cái góc nhìn cuộc chơi, và họ làm rất nhiều điều mà chúng ta không thể ngờ tới được. Họ sẵn sàng là bẻ gãy những cái lý thuyết trước đó để có thể đưa đến một cái thế giới chia sẻ lại thị phần, chia sẻ lại những lợi ích, và bất chấp tất cả những cái lý thuyết khác thì họ cũng đều có thể sẵn sàng làm. Tuy vậy thì người Trung Quốc trong những năm gần đây vượt lên với cái vị thế đầu tàu kinh tế, đứng đầu, và khá là theo sát, bám đuổi sát, và có những cái lĩnh vực đã vượt xa so với người Mỹ. Thì rõ ràng thế cờ của cái cuộc chiến thương mại trong giai đoạn sắp tới sẽ khó đoán hơn, và chúng ta cũng sẽ phải dành ra rất nhiều các cái thời gian cũng như là công sức và tâm huyết để có thể nghiên cứu thêm về cái cuộc chơi này. Liệu nó có đi xa hơn, nó có phức tạp hơn, hay nó sẽ chấm dứt khi mà 90 ngày sắp tới kể từ tháng 12, tức là kết thúc ngày mùng 1 tháng 3, thì liệu có đạt những cái đàm phán hay không, hay nó sẽ dấy lên những cái phong trào khác, tẩy chay rồi cấm những cái hoạt động thương mại giữa hai bên, và đi tới những cái mâu thuẫn gọi là có thể sẽ lớn hơn trong thời gian sắp tới. Thì chúng ta cũng khó có thể là dự đoán được chính xác trong cái thời kỳ mà ở hai quốc gia thì cái thể chế nó khác nhau. Ở Mỹ thì thể chế của họ là cái thể chế mà thượng viện, hạ viện, và có một cái đời tổng thống khá là manh động, đó là ông Donald Trump. Còn ở Trung Quốc thì gần như là tập trung quyền lực ở ông Tập, và cái việc ông Tập đang nắm giữ cái việc chi phối cái nền kinh tế cũng như là những cái quyết định của Trung Quốc thì có thể thì sẽ đem lại được cái sự tập trung cái quyết định và đem lại nhiều cái lợi ích, lợi thế hơn so với một cái của chính quyền mặc dù rất là manh động, nhưng mà mọi cái quyết định về đối ngoại thì vẫn phải thông qua Thượng viện và Hạ viện. Thì chúng ta để tiếp tục bình luận về cái câu chuyện này trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em các bạn. Nhớ là ủng hộ nhóm của chúng tôi ra những video chia sẻ nhiều hơn bằng like và chia sẻ video, cũng như đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới, những chia sẻ của Tự Doanh trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.